kênh Đất và Điện Tài Giá Đã. Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng là mặt tiền đường đang đổ nhựa của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách biển bãi tắm chỉ có 1 km quý anh chị ha. Đó, thì đường này là đường đèn đường chiếu sáng, vỉa hè các thứ đầy đủ hết cho quý anh chị. Hiện tại là đường đang đổ nhựa lại nha quý anh chị. Đó, thì cái xã Lộc An này mình là đang có phát triển du lịch đẩy mạnh. Đó, phát triển du lịch quý anh chị ha, nên là tất cả những tuyến đường của xã Lộc An đều làm lại hết cho quý anh chị. Đó, khu vực này là toàn bộ là biệt thự, nhà vườn, ủy ban rất chi là nhiều luôn. Đó, đất mình đây quý anh chị ha, hơn 200 m² nha quý anh chị, ngang 16-20, quy hoạch đất ở hết phun hồng quý anh chị ha. Và khu này khu tái định cư nên là đất mình không có bị quy hoạch, bị lộ giới gì nha quý anh chị. Nè, hai bên đang đào mương nè, làm nè, nhà dân san sát hết luôn ha. Đó, từ đây anh chị đi chợ, đi quách quá xanh, điện máy xanh đi khoảng độ tầm 300 m là đến quý anh chị ha, là hướng ngược lại nha quý anh chị. Còn hướng này là em đang quay ra đường ven biển, đường Hàng Dương ha. Đó, rồi bây giờ em quay ra đường ven biển đường Hàng Dương cho quý anh chị xem. Thì quay cái khu dân cư đây ha, thì ở đây là dân là cũng gần như là ở kín hết rồi nha quý anh chị. Đó, giống như thành phố luôn ha. Đó, ít có cái lô đất nào trống quý anh chị ha, toàn bộ là nhà dân kín san sát hết cho quý anh chị. Đó, thích hợp anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư sinh lời. Thì cái lô này á, là lúc trước á, là chủ mua vào đã hơn 3 tỷ 3,6 tỷ rồi quý anh chị ha. Đây là đường Hàng Dương đi ra đường ven biển nha quý anh chị. Đó, nhưng mà nay cần tiền bán ngộp giá chỉ có là 2 tỷ 2, còn thương lượng như quý anh chị. Đó, còn thương lượng ha, còn bớt. Đó, thì khoảng độ tầm 2 tỷ mốt là giá chốt nha quý anh chị. Đây là em báo giá chốt cho quý anh chị xem là không còn lô nào rẻ hơn, nên là anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em ha. Thì em đang đi hướng này là đi về đường chợ Lộc An, đi về đường Lộ Ồ quý anh chị ha. Còn hướng ngược lại là đi ra đường ven biển về Hồ Tràm, Hồ Cốc. Cách Hồ Tràm khoảng độ tầm 7 km là tới biển Hồ Tràm rồi nha quý anh chị. Đó, rất chi là gần luôn. Đó, thì anh chị nào mà quan tâm cái kênh biển của em á, kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu của em, thì anh chị có thấy là nhiều cái lô đất ha xung quanh đây. Đó, nhưng mà tầm 7-8 m thì giá đã cũng hơn 2 tỷ rồi nha quý anh chị. Nhưng mà nay chủ cần tiền bán gấp, giá chỉ có là 2 tỷ mốt là chốt không thương lượng quý chị ha. Hướng này quẹo phải là anh chị đi về Bách Quá Xanh, chợ ủy ban đây ha. Đó, còn hướng này là anh chị ra đường ven biển nè. Đó, cái này dạng là thuộc cái là trung tâm của xã Lộc An nha quý chị. Đó, toàn bộ là biệt thự, nhà vườn nghỉ dưỡng rất chỉ là nhiều luôn. Đó, thì cái này là sổ hồng riêng. Đó, sang tên công chứng một nốt nhạc nha quý chị, sổ ở ngoài không có bị vướng vấp ngân hàng quý chị ha. Đó, giá là cực kỳ ngọt nha quý chị. Đây đường ven biển này anh chị bên trái nè, ra Hồ Tràm ha. Đó, cọc bên phải là đi về Phước Hải, về Phước Hội, về thị trấn Đỏ, về Lăng Rừng, Lâu Hải quý chị ha. Đây là cái sổ của mình nha quý chị. Đó, tổng diện tích là 199,4 m², gần 200 m², mục đích sử dụng là đất ở tại ông thôn hết luôn quý chị ha. Đó, này là sổ hồng riêng hết rồi nha quý anh chị. Còn đây là vị trí chấm đỏ là vị trí của mình, thì tính ra là mình cách cái sân bay quý anh chị ha, Lai Lộc An, Hồ Tràm đó là khoảng độ tầm 5 km nha quý anh chị, 3-5 km là đến ha. Còn cách biển bãi tắm khoảng độ một cây rưỡi số, một cây số là nếu mà đường chim bay á là 500 m là tới biển rồi nha quý anh chị, rất chi là gần nữa nha ha. Gần chợ, trường học, ủy ban, nói chung là tiện ích đủ thứ quý vị ha. Rồi em xin kết thúc video đây, nhớ like và đăng ký kênh.